Bác ơi, nâng túi có chip, sau này có biết được túi hỏng hay chưa không bác? Chip ấy nó hoàn toàn không biết được là cái tình trạng túi đang tốt hay không. Không biết được. Cực kỳ thuyết phục. Biết được, xây dựng cái sau xong chip này cảm nhận được. Cái chip này chỉ là lưu một cái mã số duy nhất. Ví dụ như là cái mã số này là 12456. Thì bây giờ người ta sẽ cầm một cái máy ở ngoài, người ta để bên ngoài này. Click một phát là nó sẽ đọc được cái số của cái chip này là 12456. Thế người ta phải mang cái số 12456 đấy, người ta nhập vào trang web của công ty toàn cầu, thì nó sẽ hiện ra là bác sĩ Lê Việt Hưng làm ngày 11 tháng 3. Đấy, túi là túi Eomix size 335 đấy, làm theo đường nách đấy, ngày làm đấy, làm lần đầu. Dữ liệu nó chỉ là vậy thôi chứ làm sao nó biết được là cái túi này có tốt hay là không, em hiểu không? Cái chip này nó không thể cảm nhận được túi này hỏng hay chưa, hay có bị rách hay không, nó sao biết được? Cái chip này là không biết được điều này. Thì nhiều người cứ nhầm tưởng là như vậy, nhiều người nhầm tưởng như vậy nhưng không phải nha. Nếu mà nó như vậy thì cái chip này phải rất to, ít nhất phải to như thế này này thì nó mới cảm nhận được, mới cảm nhận được cái lực cái gel còn lại bao nhiêu, cái túi có bị rách hay không mới cảm nhận được, thông qua cái lực của cái gel tác động vào.